Đây, xem tivi nhau cả. Hôm nay xem tivi xéo bằng cá. Bằng cá giờ đây là bằng đẳng cấp của xem tivi. Đây gì gì hả? Kiếm một anh chàng giỏi vậy là hơi khó. Một năm được một lần. Bằng cá cũng khó. Con nãy ông đó nói con không 17 tuổi. Cô gái anh trời. Gái. Gái chứ là tao hỏi nó lại. Đẹp không? Ông nói gái. Biết vậy nãy dắt con gái tôi theo. Mày có gì tên sao ông dắt. Mày cứa hả mày? Chặt đi em. Chặt luôn, đéo sợ. Chặt chùm mới ra quá. Cứa, biết vậy, biết gì nào có vợ. Cái đó người ta lấy kéo cắt. Dòng có kéo mình lấy cắn, mình lấy răng mình cắn. Làm gì? Nước lại đi chút mình khổ gì nước cái đó. Được 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 được. Khỏi khỏi ông cay nữa mình nước. Để nghe quá. Còn thịt đó. Nên cục quá. Như nó sao ăn. Có ăn mà hơn vậy đó. Đợi chàng khánh đất chửi thôi. Chửi vô. Chửi mẹ chửi thấy không? Không chửi nấu. Chú, nó đẹp ngoài. Nấu kia chiên mà đụng chiên xuống để con mắt mày. Không có nói nấu đồ câu á. Không có nấu nồi á. Tăng nhiệt độ cao lên. Làm đi bánh chỉ. Có dấu cộng á, tăng lên đi. Bố nói là cứ chuyến về đây các bạn bớt khổ. Quá à, sao chưa mày còn cái đầu nữa kìa. Đầu mày mặn chi mày, cái đầu cạo giải luôn. Cạo giải ra nó không nguyên cái đầu luôn, để cái đầu luôn. Cắt cái bụng thôi. Để mày từ sao mày mới chấm nước ăn mày. Ủa? Ừ thôi từ sao làm mì cay đi bay. Ờ làm mì cay đi thầy mì quá. Lạnh 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 mày. Khoan. Mày tiếp tục sửa cái dò viên mà. Đâu đâu. Còn mày bảo là miếng cá. Tao sửa cho. Cái này phong mày. Trời ơi nó lại ơi. Kìa nó lại con đó kìa. Đó là tao không có cái gì chui đít tao lấy này chui nè. Nó đâm vô đít mày luôn. Mẹ nó trời ơi. Thành ở đâu rồi? Để vô Thành đâu rồi? Thành đâu rồi? Để vô. Đưa 5 ngàn cho nó chạy mua ấy. Để vô. Đó nè. Mua chai nước ngọt thôi. Dư bà cục anh nó có 5 ngàn. Nói cục ba lấy cho đó ngày mai anh xuống trả. Đó chai rồi đó. Rồi đi khách. Rước biết lá dừa không? Đây để tao với Thành đi. Lấy xe rồi. Xe nào chạy đường chạy à? Cái xe tao tao giật đầu tụi bay á. Lấy đi. Lấy xe tao giật cái đầu tụi bay. Xe bị đạp của tao hết bệnh. Điện. Gặp. Mai còn đi học đạp. Xe tao hết bệnh rồi. Lấy đại mẹ xe bể bánh đi. Xe anh Chí Thành á. Chí Thành nó bỏ đó rồi. Báo trước là xe tao vượt chó lắm nha. Thôi tắt tắt tắt. Ủa xe Chí Thành đâu? Xe tao hay vượt chó đó, đừng lấy. Mà xe mày đâu? Mà xe mày để cho nhà tao mà. Đi xe mày đây. Bê bánh lấy xe cũ kìa chạy. Xe mày ăn gì? Xe mày ăn gì? Ngu như con chó. Cánh rồi.
chim nó, chim nó ra ra. Chết trời ơi, nha mấy bạn. Đó. Chụp mày. Ê, lấy cái cây gì sợ vô. Về cần đi nhớ bé bơ. Ôi, Khánh vô. Gỡ 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 đây đi. Ở đây là xem TV nha các bạn. Nó đang trong quá trình làm nội trợ. Sắc dưa leo rồi. Ui. Ghê bay. Nào chuẩn bị bạn coi máu xịt ra nè. Anh xàm tivi mình chặt cái lát còn là xàm tivi 9 ngón. Mắt mẹ ngón chặt ơi. Trời ơi anh mày li liền mà vậy. Đúng. Các bạn nhìn ngon không bạn? Lát ăn với bò viên với cá nữa. Con cạch cũng ngon. Ăn không? Test thử không? Test thử. Mày hỏi tao tao biết. Ừ, test lát hết chưa giờ nè, test. Không biết rồi. Không có đủ gì á. Sắc có một trái à. Sắc hai trái đi. Nhiều mày. Ước dụng đó nha. Ờ, rồi. Mà anh chưa biết. Trời ơi. Rồi, đi. Đây. Được đâu. Cần chi cái. Khỏi, 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 khỏi. Vừa, vừa thôi. Hết ớt. Nó lỗ lỗ nhỏ nhỏ thôi. Tới thằng này. Trên kìa. Mà làm gì vậy? Rồi. Rồi, để ra. Phân tán dùng thịt. Wow, thơm. Chưa ăn. Thơm. Thơm. Đó. Hiểu vậy không? Mày gói đầu cua. Đây bò viên hai bịch như đây nè, nào mới nướng rồi mới khai trương chút rồi. Đi lá lên thờ lá nhật đi đi kì á. Đó. Các bạn gấp lên anh em ơi. Gấp đây là không rồi. Mình ăn thử cho. Con mẹ mày. Trời. Mẹ. À, dạ bạn, giờ mình mới phát hiện là có thằng nào múa bụng được. Trong đây đéo con nào múa được, giờ có thằng này múa được nè. Múa đây. Rồi, ghê chưa, ghê chưa. Rồi, ghê chưa. Múa lại, nó, nó, nè. Ghê chưa. Ghê chưa. Con nghe đâu mấy đứa đó là mấy thằng đó. Ông ơi, nó có đằng kia. Có tay, có tay, có tay. Có tay muốn bụng tiếp có tay. Ghê chưa, ghê chưa. Hồi nãy có mấy bạn nào có tiết mục rau câu á mà. Cậu. Hồi nãy có bạn nào mà thắt cái vụ rau câu á, rượu rượu mát. Mình đâu cái này, cái cây này mà không có cái sắt, mình lấy cây ghế mình bẻ ra nè. Cái nó cháy, nãy cháy rồi mình lâu lâu mình tưới nước rồi cho nó không ấy. Tao số cái thằng này giấu đâu chứ. Là xong mình tra nó lá chữ. Ơi trời. Úi trời mấy con cụ như vậy. Này, từ từ bay. Từ nãy giờ mình đã làm xong rồi các bạn. Về với mì để cho tới nha. Nó nấu à. À đẹp mắt ghê không. Buổi chiều vậy thôi. Gai. Nước ngọt, nước ngọt. Ủa, nước ngọt. Nước ngọt đâu. Nước ngọt đâu. Nước ngọt trong tủ lạnh á. Đừng có hại cha để trả cho em sao. Nè nha mấy bạn. Má này à, xong rồi giờ nó lên cha. Má nó vừa. Tao ăn cái gì? Nào. Mẹ chưa ngồi đây em chưa? Mẹ. Tao không? Con hầm một cục. Má mình cầm tay. Con một cục nha. Cháu kia tập dễ em. Cháu ăn. Tụt ra rồi anh.
Mấy anh em ơi. Ăn rồi. Từ từ mấy anh em ơi. Ngon từ từ, mấy chưa gì bỏ miệng bắt tao ngay. Dạy. Ừ. Má chua coi thánh. Ừ. Ba kia nhất được 2 cục rồi đó. Cho được 3 cục. Cho được 2 cục. Á, từ từ. Ngon. Dùng cây, dùng cây. Xịt ra, xịt ra, xịt ra. Chơi bữa không? Ừ. Từ theo ông hai một người nhiên thôi á. Cá rồi vậy? Thằng này dắt với nó dặn. Từ từ, từ từ. Mang lẹ với bây. Thôi chào chào tất cả mọi người em. Thì nếu các bạn cảm thấy clip này hãy cho mình một like và subscribe để ủng hộ mình làm những clip khác. Đúng á. Cả nhà anh đâu?